Sáng đầu tháng 11, anh Nguyễn Cường, 49 tuổi, ở quận Cầu Giấy đã đến Học viện Hàng không ở quận Ba Đình để đăng ký trải nghiệm lái thử máy bay Airbus. Anh cho biết ngày trẻ, ước mơ làm phi công thương mại nhưng không thể thực hiện. Khi kinh tế ổn định, anh sang Nhật Bản để tìm mua thiết bị mô phỏng buồng lái, cài đặt phần mềm bay dân dụng trên máy tính để chơi hàng ngày. Tuy nhiên, hình thức này chỉ là một trò chơi mang tính giải trí, không chân thực. Khi biết có đơn vị mở dịch vụ lái thử, anh lập tức đến tìm hiểu. Với một người không phải phi công, chỉ đam mê và hiểu sơ bộ về máy bay như tôi, trải nghiệm tại phòng sim này rất chân thực. Nó giống hệt khoang lái, từ bảng điều khiển, hệ thống radar trên màn hình cho đến cảnh quan đường bay. Điểm khác biệt duy nhất là không thể cất cánh, anh Cường nói. Chị Minh Ánh, 34 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm cũng đến đây với mục đích giống anh Cường. Lần đầu tham quan buồng lái mô phỏng, nữ giảng viên nói choáng ngợp bởi hệ thống hiện đại. Ghế ngồi của phi công được bao quanh bởi vô số nút bấm, bảng điều khiển. Được nhân viên vận hành giới thiệu về chức năng trên bảng điều khiển, hướng dẫn cách xem đường bay, nhưng chị Ánh thừa nhận không thể nhớ hết. Tôi có cảm giác như ngồi trong khoang lái thật. Mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại và tìm hiểu nhiều hơn, bởi 60 phút bay là không đủ, chị nói. Chị Minh Ánh, bên phải, thực hiện thao tác khởi động máy bay Airbus tại phòng mô phỏng ở quận Ba Đình, chiều 9 tháng 11. Phòng sim mà anh Cường, chị Minh Ánh trải nghiệm do một học viện đào tạo hàng không thiết kế năm 2021. Từng chi tiết trong buồng lái A320/321 được dựng lại theo đúng thiết kế của cabin máy bay thực với tỷ lệ 1:1 nhằm mang đến trải nghiệm chân thực nhất. Ông Trịnh Hoài Linh, phó giám đốc học viện, quản lý phòng sim cho biết mục đích ban đầu khi thiết kế phòng bay mô phỏng này để phục vụ các phi công ôn luyện. Từ giữa năm 2022, cơ sở bắt đầu mở rộng phục vụ khách. Khách chia làm 3 nhóm chính. Một là phi công, học viên cần rèn luyện kỹ năng bay. Đây là nhóm không cần hướng dẫn, có thể tự cài đặt, thiết lập các tình huống, đường bay. Hai là người có đam mê về máy bay, hiểu sơ qua về cách vận hành, muốn đến trải nghiệm. Và ba là người đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Thông qua phòng mô phỏng, chúng tôi mong giúp người yêu thích máy bay thỏa đam mê khám phá, chắp cánh cho người có mơ ước làm phi công, ông Linh nói. Tại phòng sim rộng 12m², khách được trải qua quy trình 5 bước gồm nghe người điều phối giới thiệu về phòng sim, chức năng các nút trên bảng điều khiển, hướng dẫn cách khởi động máy, di chuyển trên đường băng và cất cánh, nắm thao tác điều chỉnh vận tốc và định hướng bay thông qua màn hình, xử lý các tình huống khẩn cấp như hỏng động cơ, bay vào vùng thời tiết xấu, kỹ năng đáp xuống nước đột ngột và cuối cùng là hạ cánh và đỗ đúng vị trí quy định. Sau hơn 1 năm vận hành, phòng sim này đón hơn 100 khách đến trải nghiệm. Khoảng 1 tháng gần đây, nhu cầu đăng ký tăng vọt, hiện đã kín lịch đến hết tháng 11. Thời gian trải nghiệm kéo dài 60 phút nên mỗi ngày đơn vị chỉ đón tối đa 10 lượt khách. Chi phí cho mỗi lượt giá $50, một lần trải nghiệm tối đa 2 người, đại diện phòng sim nói. Từng tham gia nhiều trò chơi thực tế ảo, nhưng chị Đặng Hường ở quận Thanh Xuân đánh giá được ngồi trong khoang lái của máy bay Airbus A320/321 là trải nghiệm thú vị nhất. Khi ngồi ở khoang hành khách, tôi nghĩ lái máy bay cũng giống ô tô, xe máy, nhấn ga là cất cánh, nhưng thực tế khó khăn hơn nhiều. Để khởi động máy bay có hàng chục thao tác khác nhau, quá phức tạp, chị Hường nói. Sau lần lái đầu tiên, chị cũng đưa 2 con.